họ phải có một cái ý đồ gì đó để có thể chọn cặp Alistar kết hợp với Alphilos ở khu vực đường dưới đối đầu với Caitlyn ở phía bên kia. Chứ kèo này thì chắc chắn là bên phía Weibo mình sẽ có khả năng trước. Caitlyn lắc. Chắc chắn là như vậy rồi, Weibo sẽ là kèo ép lên ở dưới này, thậm chí là Alistar trước cấp độ 6 cũng không có nhiều sức mạnh cho lắm trong việc là giúp cho xạ thủ của mình có thể tạo ra đột biến, bởi vì Alphilos là vị tướng không. Như vậy đây là ván đấu đầu tiên mà Oscarinin sẽ đánh công The Sai đánh thủ. Hai vị tướng này. Con Olaf này là con khá tốt để đánh công và con Sante nha. Olaf này đánh công và cờ Sante rất tốt luôn á. Tại vì khi nó gần như là khắc chế cứng luôn. Bật cái khô máu lên, cô Olaf nó bật tận thấy Ragnarok nó gõ cờ Sante chết cực nhanh. Tôi nghĩ là Ragnarok sẽ phải là người cần làm rất là nhiều thứ dành cho Natic, đặc biệt là khu vực phía dưới. Tại vì chọn thì Garen với Olaf giống nhau mà. Con cờ Sante là nó tự bỏ đi cái khả năng chống chịu để chuyển thành sát thương. Thì gặp những con như Olaf rồi Darius với lại Garen thì nó về mặt khái niệm là giống nhau, dễ bị nát hơn. Đến với ván đấu quyết định trong cuộc đối đầu giữa Natic và Weibo Gaming, và cặp thi đấu này, ván thi đấu này sẽ quyết định xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển bước tới vòng tứ kết. Có đội tuyển nào sẽ là mà cái bộ kỹ năng của con Sante nó mạnh, cái điểm nữa là cái lượng CC nó gây ra. Nghĩa là anh ta hy sinh toàn bộ công thức của T1 hồi đó là lúc nào cũng là lấy Caitlyn xong rồi đem con sứ giả một xuống dưới là 11 phút lặn trụ luôn á. Tầng thế Ragnarok được bật từ Oscarinin là trao đổi tài nguyên ở khu vực trên. Ê, khu vực giữa là vô la băng tung ra bắt chuẩn xác, nhưng đó là phân chia thẻ đẩy được thành công hai người. Tốc biến đầu tư Hu nó bị chụp lên, là solo kill cho Xiao Hu. Một tình huống cố gắng để tấn công đối phương với nó. Weibo đã online. Xiao Hu mới là người lùi về và lấy được chiến công đầu. Đến từ cái lượng sát thương bởi trụ tiểu hổ lên tiếng và không cần tốc biến công đầu, mọi thứ là thuộc quyền kiểm soát. Full combo vô đầu thằng Jimmy. Jimmy bị cấu quá nhiều máu trong tiểu này. Rồi Weibo, Weibo đánh rồi anh em. Weibo, Weibo xịn đánh rồi. Brazov có được liên tục là trói trúng, cái tỷ lệ trói trúng của Chris ở khu vực dưới là cao quá. Weibo xịn, Weibo xịn đang bắt đầu di chuyển. Weibo xịn đánh rồi. Nửa dưới đã là ba lớp giáp trụ bị bóc đi rồi. Và đây là ba lớp, sẽ là ba lớp sau khi mà bên phía của Weibo đẩy vào những này sẽ là ba lớp. Đây ba lớp giáp trụ liên tục đổ rỉa và tiếp tục thở oxy vào Noah cộng với Chimby ship gấp cho ui tỉnh táo luôn. Cứu cứu em, còn tốc biến Chris. Chris trả lại một cái khóa ánh sáng, anh ta cũng đầu tư lên của tốc biến. Humanoid đánh lính xuống, nhưng mà Humanoid cũng còn tốc biến nữa làm chậm vào của Noah. Và đổi tốc biến thì bên phía của Weibo không ngại, họ vẫn có thể cấu rỉa tiếp. Đúng là như vậy, họ vẫn có thể cấu rỉa tiếp và lợi thế về máu tiếp tục thuộc về Weibo. Một tình huống cố gắng bắt Caitlyn không có lừa 90. Hey. Lại ta đã rất cảnh giác ở pha thi đấu vừa rồi. Bây giờ hey. 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 Đó là mày Hagu dành cho Chris. Mấy anh này xoay chuyển càng khôn ghê quá nha. Mấy anh Weibo xoay chuyển càng khôn quê quá ghê quá nha. Weibo Chris đã có được một pha dán một làm gì đó. Mấy anh này dán một làm gì á mấy ơi. Thì cái chỉ số tiền chênh lệch giữa hai người chơi xạ thủ nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nãy quýnh con xe lát rồi, ba chiêu quăng vô hụt hết. Mà Human nó không có chiêu cuối. Đó là một cái vấn đề lớn đến từ Humanoid, bởi vì anh ta đã không cần tốc biến luôn. Anh ta lạnh lùng quay về xỉa đúng thêm một phát nữa trụ băng chết. Lưng lưng lưng. Lại quá lâu. Bắt vào người của Chris. Nhưng mà Chris có lăng kính phòng hộ, anh ta vẫn ui. Anh ta thoát khỏi từ ui. Chris vẫn sống. Đó là người trả mạng người trở lại là một đội bộ ở khu vực này. Tuy nhiên các thành viên của Natic đang bắt đầu tiếp tục bảo giữ. Sau còn tốc biến luôn, sau còn tốc biến luôn. Tôi là các tốc biến. Anh ta thoát qua phía bên kia một từ. Quay quay đang là người bị cản lại một chút nhưng vẫn an toàn. Là một đội một mà thôi. Là chỉ một đội một mà thôi. Khi mà Chris anh ta nằm xuống với cái chiêu cuối tung ra bởi Humanoid. Anh là cái quyền lực thiên nhiên. Dạ mang, dạ mang, dạ mang. Và hiện tại Fnatic họ đã giải quyết được một chút áp lực thôi. Mới chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì mất một thời gian ngắn để tung cái động tác tay đến từ Alistar với cái bất khuất đó. Hết tinh thần rồi, hết tinh thần rồi, hết tinh thần rồi. Nhìn nó hơi hết mất tinh thần rồi. Anh ta cố gắng di chuyển kiểm soát bản đồ. Nhưng nên nhớ một điểm là anh ta đã không còn tốc biến nữa. Và sau Chris đó lắc thì rồi. Tung ra quyền lực thiên nhiên. Ôi nó lắc. Pha thi đấu này để lấy mạng Chris. Ít nhất là vẫn có được một cái mạng hàng gục. Và này Chris anh ta không biết đường để né. Tại vì đó là hai cái quyền lực thiên nhiên tung ra chồng với nhau. Đâm ra đâu biết cái nào là cái của địch, cái nào cái là của mình. Nhưng ánh trăng giữa lối này nó lại không chính xác. Và từ đó thì các thành viên của Weibo họ dắt nhau vào lùi về thành công. Một đổi một ở pha thi đấu vừa rồi. Vẫn là một đánh cho Weibo. Và Fnatic họ cũng giải quyết được một chút áp lực của thôi. Nhưng sau nhịp đó thì bây giờ họ lại tiếp tục bị làm bia tập bắn cho đối phương. Đã là chuẩn bị là lớp giáp trụ thứ tư rồi. Một vài đầu bắn nữa từ bên phía của Line mà thôi sẽ là lấy được lớp giáp trụ thứ tư ở khu vực ở dưới. Còn trong khi đó quay quay
vẫn rất chăm chỉ ở nửa dưới. Đấy, anh ta hy sinh toàn bộ những gì mà mình có thể làm được từ một con Makai với khả năng farm. Nó dí được sai. Đánh nhau bật thể ra đóng. Nó dí được sai. Đây là áp lực cần phải tạo ra một cái đột biến gì đó. Ỷ nó bứt tướng trên cơ xong nó dí được sai. Chiêu chiêu farm hòa là boss sẽ gánh anh ta. Và từ đó thì Oscarinin chỉ có được một chút lợi thế với lính mà thôi. Hiện tại thì sứ giả được thả ra ở đường giữa này. Và nó sẽ giúp cho Fnatic có được những cái lớp kiến trụ trang. Họ muốn tấn công nhưng mà bắt bài hoàn toàn. Đó là phá sáng chuẩn xác giữa chân vào Kuranus và bắt lao vào. Đến từ vị trí của Humanoid. Họ tiếp cận vào đối phương và nảy như hiện tại. Đây là quay và đã phải nằm xuống một hai gục cho bên phía cũng nằm. Hay. Tình huống chơi rất quái bởi Humanoid cùng với những người đồng đội quái. Biển sứ giả không mê đứng mê sứ giả. Chưa có được những công cụ, chưa đủ mạnh, chưa đủ cứng cáp để có thể tồn tại trong giao tranh đâu. Rồi, và lao vào combo nhưng lại tiếp tục là phân chia thẻ rất đẹp từ Seohu. Anh ta xỉa liên tục và mẹ hạ gục đầu tiên đã có. Quài luôn. Rit vẫn đang đứng tuyến đầu. Quài luôn. Anh ta không khác gì một tăng cơ. Ôi ôi, mày giỡn với tiểu hổ. Là nạn nhân tiếp theo mà thôi. Ôi, chưa đủ tầm. Ôi, tử bắn. Tử bắn luôn. Giữa lưng vô tường. Pha hành quyết. Và đây chính là khoảnh khắc của ván thi đấu này. Khoảnh khắc mà Seohu lấy mạng của Humanoid cùng với cả Chimby. Là thời điểm mà rõ ràng Weibo họ đã làm chủ ván thi đấu này rồi. Còn đứng dưới thì Light đã solo kill thành công Noah. Và hướng tới là cái trụ đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Các bạn có thể nhìn thấy đang dẫn giữa chừng nhớ ra mình thắng Jindong. Nhau tới tận gần 5k tiền để mà gạt cái giò Jindong. Rồi sau đó là cầm cái cúp dâng lên cho LCK. Cụ thể là đội đỏ. Nên Weibo không thể thua trận này được. Kịch bản không cho phép Weibo thua. Họ nhặt được sứ giả đó chính là Humanoid. Bắt không trúng ai cả, pha lao vào từ Weiwei. Anh ta ăn một cái vô đa băng, pha lao vào đến từ vị trí của Chimby. Hất ngược trở về, Oscarin có được màn gục đầu tiên của Weiwei. Phía bên kia, đời xa cố gắng là câu 3 thành viên hương. Và hai màn hạ gục cho bên phía của Nati. Với khả năng quẩy đến từ che. Đó là băng và trúng. Nó trúng, không trúng vào người của Noah. Humanoid là người che và đời sai. Nói cái thua bà phải là chẳng. Là màn gục thứ 3 cho bên phía của Nati. 3-1 và có được con sứ giả này. Bắt đầu Fnatic có dấu hiệu bật lại ở sân nhà. Rõ ràng đánh nhau cấu rỉa máu thì Weibo họ sẽ mạnh hơn so với cả Fnatic. Nhưng đánh nhau nhịp 1 thì một con Olaf nó thua mẹ giao tranh. Và xe Johnny cùng với cả Silas nó quá nguy hiểm. Đi đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống của Noah. Hồi nó vẫn vẫn Noah. Lấy mạng của Lai trong trận này. Nhưng Lai xử lý quá hay với con bà Kathleen. Nhấp nhả và khiến cho đối phương không chạm được vào người. Còn đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Fnatic họ có được 3 điểm hạ gục. Chỉ bỏ lại duy nhất người thôi. Đánh nhau một nhịp. Đội hình Fnatic rất khỏe với con bài Sejuani, với Silas cùng với cả Olaf lao tới chung một nhịp. Biển bò nó mở quá giờ sao hôm rồi nhưng mà không sao anh em. Và đó là nhấp nhả để anh em bị lừa thôi anh em. Nhưng có cái trụ đầu. Weibo chỉ đang dắt anh em thôi mà. Gấp này là gấp khá nguy hiểm với Chris cùng với cả là Seohu nha. Ngay lập tức họ phải lùi về trong tiếng này. Và cấu rỉa máu cướp khó chịu với Weibo trong tiếng này. Dùng luôn cái chiêu cuối đến từ vị trí của Chris và khiến cho Chibi mất đi nửa lượng. Cảm ơn bạn nha. Razok vẫn đang đứng chờ với cái vô là bằng anh ta lao qua tìm kiếm vào người của Seohu. Ui tỉnh kịp rồi. Và khóa sáng được hai người. Sau đó đời sai lao vào. Nguyên nhiên trả ra đến từ cả hai bên. Đang bắn ở phía sau. Đó rồi Olaf thất bại. Bắt được AD kìa. Ôi còn có tốc biến. Quét qua phía bên kia bờ tường. Là khóa sáng chuẩn sáng. Phía bên này đời sai vẫn đang quậy anh ta tìm kiếm vào Noah. Noah bắt một phía tốc biến. Nhưng đời sai vẫn đang chia được. Chris vẫn rồi khóa ánh sáng kìa. Hay quá kìa. Và đời sai đang lao lên tuyến trước. Anh ta zone 2. Còn rờ không? Còn tuyến sau thì Humanoid là người phải nằm lại là 3 mạng. Do bên Noah. Noah suy nghĩ. Noah suy nghĩ. Noah suy nghĩ. Chỉ có duy nhất Razok là người sống sót mà thôi. Weibo họ đổi mục tiêu để tấn công Baron này. Hay khổ thì họ quyết định tấn công Baron khi mà sức chống chịu là đủ. Bách phát bách xin lỗi mọi người là cầu vòng tối thượng tung ra nó không trúng vào người của Razok. Razok vẫn còn đó. Anh ta có muốn tiếp cận hàng Baron hay không? Quá khó và sẽ là Baron. Ở phạt nó có che không che cũng vậy anh em ơi. Tức là che không che cũng vậy à? Tức là nếu như nó không che thì thằng Razok chết thì cũng Baron. Và nó khiến Seohu nói chung là pha đó là che ông che cũng thua rồi. Thế đó là hết rồi. Ừ che thì được cộng một tình anh em. Pha đó che thì là cộng một tình anh em cho Noah với lại Razok. Và từ đó The Side ta được quẩy góc này cùng với cả. Chứ bây giờ pha đó. Pha đó không che thằng Razok nó chết thì cũng vậy, mất Baron cũng vậy. Ít nhất là tròn Razok nó sống thì thôi ok coi như là Baron nó có chạy ra nó coi được hay không? Cũng thế. Che không che cũng thua. Dầu rồi, dầu đen thiết. Ôi dầu rồi. Lớn hơn vài thành viên của Weibo luôn. Bao gồm quay ở trong đó. Đây rõ ràng 1793 sát thương từ Chris và anh ta gây đam còn hơn cả Seohu nữa. Quá kinh khủng và hiện tại thì một mình Humanoid đẩy ở đây. Noah
bê. Không có chơi game gì hết. Đường trên thì nỗ lực lấy trụ từ bên phía gì nữa. Nhưng đường dưới thì họ đã mất đi Mega. Chắc chắn sẽ mất đi Mega mà thôi. Vấn đề thời gian. Còn trong khi đó, bây giờ lao vào tiếp cận của Chibi. Chibi mất đi nửa máu sau những pha bắn tỉa từ phía bên ngoài của Weibo. Và đó là cái e đặt dưới chân. Chibi vẫn đang bị làm chậm. Anh ta vẫn lùi về được với độ trâu của bất khuất. Nhưng lại tiếp tục nhớ nhà, lại tiếp tục về nhà. Còn các thành viên của Weibo Gaming thì tìm kiếm vào hai cái Mega. Họ tìm kiếm vào Mega Mid, họ tìm kiếm vào Mega Boss và đã có được 2 Mega rồi. Và họ đã có được hai cái nhà lính của đối phương Humanoid và đã cố gắng đẩy để anh ta lấy cái chút. Tắt mít đẩy thôi, bây giờ làm gì được, có về khác gì đâu. Nhưng Wei Wei cùng với đồng đội của anh ta quyết định là end game. Humanoid đẩy cho end game nhanh hơn. Và dịch chuyển bắt đầu được đầu tư, vô lo bản đường tung nó trúng vào một người từ bên phía của Weibo. Nhưng Chris vẫn đang cảm giác no hớp quá rồi. Và đội sai đang là người đứng trước, đội sai che xét thương cho những người đồng đội của mình. Đội sai bị bắn ngược trở lại, anh ta tạm thời lùi về. Và các thành viên của Natic vẫn đang bị cấu rỉa liên tục. Phút 23 trên lệch này là không lật được. Và 5 thằng Weibo lao vô chết thì được. Vào đến từ ra dốc nhưng nó không quá hiệu quả. Đó là hồi đội sai outplay cái phân chia thiên hạ luôn. Nhưng cũng không quá hiệu quả và Lai có được mà hạng gục đầu tiên. Dùng hay giết được đội sai rồi. Yeah, vô địch rồi. Các thành viên của Weibo vẫn có được hạng gục phản lao và Kusu đẩy phân chia thiên hạ được 3 người và Chris đang xả sư sau, Lai xả sư sau và bắt đầu tìm kiếm vào tuyến hai đối phương. Lai bắn được double kill và sẽ hên là về được tới nhà. Nhưng nó sẽ là chiến thắng cho Weibo. Quá đúng kịch bản. Sẽ là chiến thắng dành cho Weibo. Một hành trình vô cùng cảm xúc của Weibo để đến với chung kết thế giới và tiếp tục là một hành trình vô cùng không hề mất chất để hướng tới là kết chung kết thế giới 2023. Không hề mất chất. Một chiến thắng. Weibo vẫn là Weibo. Weibo trước Fnatic. Và rõ ràng Fnatic họ cũng đã thi đấu rất tốt trong ngày thi đấu này. Nhưng cấm chọn ở ván thi đấu thứ 3, đội hình của Fnatic hơi khó chơi một chút xíu trước cái khả năng đi lên đến từ một con Caitlyn cùng với cả một con Lux ở trong ván thi đấu thứ ba này. Và chiến thắng dành cho Weibo, họ đã snowball rất tốt ở từ ngay giai đoạn đi lên. Và họ chính thức là đội tuyển tiếp theo bước tới vòng tứ kết